rượu đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà em đâu có cho, em quánh tay buông ra. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động không? Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình đó, cứ dám không dám đi làm đi, đừng có nói không làm tức quá không câu liền đúng không đó, tức quá hôn liền xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh, em buồn lắm rồi. Thì anh đi rước lúc đó em cũng xịn xịn rồi đó, cũng cái kiểu thách đố vậy đó, em cũng giỡn giỡn nói nhiều quá giờ giảm không vậy đó, giờ em giảm không xong anh ống chở thẳng vô khách sạn luôn. Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không giờ chở khách sạn nha, cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa, tôi lên tôi bút phòng nha, bút phòng chưa sợ luôn, vô phòng đóng chưa đinh. Sợ luôn, chưa sợ luôn, chưa sợ đóng đinh cũng chắc từ lâu chứ sao lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh gọi cho mẹ em chi. Mẹ lót chơi à? Chơi mấy phụ huynh nữa. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, tưởng ai xa lạ. Một đôi trai tài gái một sắc. Một đôi trai tài gái sắc mà rất là gọi là thân thiết với tôi. Rất vui khi là được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Và mời hai em. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Thuận, cô Dân. Chị đó. Chị Dân. Dạ, chị Dân. Chào em. Dạ, em là anh Tài. Đó. Dạ, năm nay 34 tuổi rồi. 32 tuổi. Tính được gì 34 như vậy? Trời ơi, khai mang hả? Nhiều khi em lấy vợ về rồi em không biết em bao nhiêu tuổi luôn á. Bây giờ nói thiệt cả là em với là em nhỏ bằng tuổi, bằng hay tuổi là bằng tuổi. Bằng tuổi. Nói thiệt đi. Hiện tại em đang là diễn viên, là ca sĩ tự do. Lời tiên xin cho em gọi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cũng như là khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Vũ Ngọc Ánh, em 33 tuổi, bằng tuổi chồng của em. Em hiện tại đang là diễn viên. Rồi. Nói nghe nè, nói chung là ai cũng biết hai vợ chồng em là một cặp đôi mà trai tài gái sắc trong làng showbiz. Tuy nhiên là đồng nghiệp giống như anh đi chẳng hạn, biết hai vợ chồng em rất nhiều nhưng chưa biết về tình yêu của hai đứa. Đúng bắt rồi. Đầu như thế nào? Dạ, tụi em á, gặp nhau không phải là thông qua bộ phim nào hết. Tụi em chưa bao giờ đóng phim chung nhau luôn. Ừ. Là sau này khi mà đã thành vợ chồng rồi mới bắt đầu đóng phim chung. Chứ lúc trước là không có gặp nhau trên phim. Ừ. Mà gặp nhau qua một bữa tiệc off đoàn phim của em anh ấy. Em đính chính lại nha. Cái đó là cái bữa tiệc khai mái phim của em, còn cái bữa tiệc ốp đòn của cô này là không liên quan gì hết. Mà sao em lại đi bữa tiệc khai mái thì cái người mà khai mái cái đoàn phim của em cũng là cái ekip quay cái phim trước đó của cô này. Thế là người ta mời tới thôi, xí soạn đi tới thôi, chứ không liên quan gì tới bữa tiệc hết. Cái quan trọng là hai đứa gặp nhau là đó là duyên đưa đẩy rồi đó. Dạ. Và sau đó là định mệnh kéo dài tới tận ngày hôm nay. Hai đứa ấn tượng luôn ở với nhau ở tại cái bữa ốp đòn đó luôn. Dạ. Rồi sao nè, cái bữa tiệc đơn sao anh quan tâm dễ sợ. Thì tăng 1 thì cũng chưa có để ý nhau lắm. Lát hồi cô mới tới mà tụi em cũng say say. Tới tăng 2 thì mọi người đi karaoke. Đó. Thì cái dòng mà karaoke vô thì ca sĩ cũng ca sĩ dành dành hát. Trong đêm đó là đã có cảm tình với Vũ Ngọc Ánh đúng không? Xíu. Đó. Ừ. Vũ Ngọc Ánh thì sao? Nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp. Dạ thì đẹp cũng mà. Có. Sau đó là hai đứa có nhắn tin qua lại. Trong cái đêm đó là đã có số điện thoại rồi đúng không? Dạ Facebook, không. Facebook thôi. Facebook thôi. Đứa nào chủ động thả trước? Em. Thả thính á. Chắc chắn Tài rồi. Em vô thôi. Ý chị này quen quá là bữa có gặp. Ví dụ như người bình thường không thích ta đâu trả lời lại đâu chứ không? Không trả lời qua loa như vui. Ý em này cũng quen quá. Bắt đầu chat chít với nhau trên Facebook. Đó là bắt đầu những câu chuyện. Rồi bao lâu thì mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Mấy bữa sau là bắt đầu tụi em đi chơi riêng rồi, nhưng mà để chính thức quen nhau chắc khoảng 2 tuần sau. Lâu dữ dạ. Lâu quá. Rồi nghe nè, 14 ngày là Tài tỏ tình với em đúng không? Dạ không, tụi em không có tỏ tình gì với nhau hết trơn á. Lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà em đâu có cho, em quánh tay buông ra. Là những ngày đầu. Chứ xong sau đó đến hồi mà đến 14 ngày sau em mới đầu mới cho nắm tay rồi mới hôn. Thì chứ tụi em không có tỏ tình làm bạn gái anh nha. Hay là gì là không có đâu? Dạ trong xe hơi. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động không? Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình đó, cứ dám không dám đi làm đi, đừng có nói không làm tức quá không câu liền đúng không đó, tức quá hôn liền xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh, em buồn lắm. Rồi sau đó thì sao, tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Không có anh, sau đó ông bỏ em. Bao lâu chắc chừng tháng
Người ta đang hỏi tháng, hai tháng tình yêu đẹp sao? Thì mình kể chưa không, gì không, kể đi không, à, cuộc tình của anh với em không hề đẹp. Cuộc tình của anh với em là quá chân chuyên. Em nói chuyện chị 4 năm quen nhau chia tay 8 lần à, ai là người chủ động rồi chia tay? Em luôn là người chủ tại động sao? Chia tay đào hoa đúng không? Tại quá đào hoa. Mà em rất là ghen nữa. Tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn thôi. Là tại giờ em ghen quá. Mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác. Những cái người con gái kia họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ, nhưng mà thật ra anh không có phải vậy, mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em thì em không thích vậy. Em muốn là bạn trai em lúc nào cũng chỉ tập trung 100% vào em thôi. Đó cho nên là tụi em cãi nhau gây lộn với nhau rất nhiều. Mà mỗi lần như vậy là em quyết định em chia tay. Có một thời gian em vô đoàn phim em bị mọi người xa lánh luôn á. Khi mà mình đang nói chuyện với đồng nghiệp một cách thân thiết đi, thì đột nhiên em không thể nói chuyện với người ta được nữa. Tại vì giờ em quá ghen, cho nên là em không nói thì người ta sẽ khó chịu. Ủa sao bình thường ông này vô ông giỡn hết rồi sao hôm nay tự nhiên cái ông im re, mà nói cái gì em cũng hầm hừ xong em bỏ đi. Thế là người ta find out ra được cái chuyện đó là à, do vợ em ghen quá. Thế là mọi người xa lánh em á. Cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Trời, em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó. Rồi, nhưng mà thật ra là ông này ổng có lén phén với cô nào mà dạ em bị bắt gặp không? Không có lén phén. Nhưng mà ví dụ như sau cái chuyện mà em ổng chia tay đi chăng, thì khoảng thời gian đó đi, thì em biết là ổng cũng có qua lại với những cái người mà ổng có nhắn tin nha. Thì khi mà quay trở lại thì em lại càng nghi ngờ thêm nữa. Đó là, đó thấy chưa, những cái gì em nghi ngờ đâu có sai. Rõ ràng là sau khi anh chia tay với em là anh cũng có qua lại với mấy người đó. Nếu mà anh không có chọc giỡn như vậy thì anh sẽ không có cái mối quan hệ như vậy. Đó cho nên là em ghim vào cái chuyện đó, mà nó dần dần nó càng làm cho cái mối quan hệ tụi em nó mệt mỏi hơn. Tụi em chia tay nhau 4 lần thì cứ lần đầu tiên là khoảng 2 tháng, xong lần tiếp theo là 3 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng. Trời. Lần cuối cùng là 6, dạ 6 tháng. Như là yêu nhau trong bao lâu? Yêu em nhau yêu nhau 4 năm. 4 năm mà chia tay gì cũng gần 5 rồi. Vậy chi dạ. Là cũng như là cũng cả 5 trời. Cả 5 hơn, trời. Dạ. Là dành cho việc chia tay. Dạ, đó. Dành cho việc chia tay đó. Và đến cái lần cuối cùng á, khi mà tụi em chia tay mà đó là em quyết định luôn là em sẽ đi tìm hiểu người mới luôn. Thì lúc đó thì anh lại quay về. Anh muốn là tụi em tái hợp lại nữa, nhưng mà lần này em không có chịu nữa. Tại vì em nói là không, mất thời gian quá rồi, 4 năm trời rồi, bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi anh sẽ lại như vậy, anh không có thay đổi. Và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi. Em lúc em cũng đâu có chịu, tại vì em nghĩ lỡ đám cưới vô rồi lỡ có chuyện gì mình chia tay nữa thì trời, có phải giờ em gian vợ một đời chồng không? Nhưng mà sau cái thời gian đó thì anh chứng minh cho em rất nhiều chuyện. Việc đầu tiên là anh lóc hết tất cả những cô gái mà anh hồi xưa mà em có ghen tuông là anh lóc hết. Sau đó rồi anh bắt đầu thể hiện cho em thấy là anh chỉ tập trung một mình em thôi. Và em thấy được, nếu như anh thay đổi vậy thì em quyết định đám cưới luôn. Trời ơi, như vậy là quá tốt rồi. Thay thiệt không ông? Thiệt. Thôi, tại vì cái mối tình này nó quá nhây rồi, hiểu không? Nó nhây quá rồi, em mệt mỏi quá rồi. Xong rồi, lúc cưới, lúc nói giờ đám cưới luôn đi, giờ hôm chơi nữa chơi quyết định cưới luôn ơi. Chơi, hách, chơi luôn. Cưới nhau được bao nhiêu lâu? Cưới nhau được mới tròn 1 năm. Cưới nhau xong rồi là chồng có phải đi diễn, đi quay xa? Dạ, dạ đi quay suốt. Cưới em nhau xong là em có em bé luôn. Dạ, nó giống mẹ hay giống ba? Giống ba, dạ, à, mới ơi. Bé mới được có 4 tháng thôi. Mà cái đêm tân hôn nó hấp dẫn không? Thì em xin thưa là nó không hấp dẫn lắm đâu anh. Đó, cái đêm tân hôn là em chỉ không có ngủ thôi. Vậy thì sở dĩ cái đêm tân hôn á tụi em không hấp dẫn là bởi vì các em có một cái đêm hấp dẫn trước đó rồi, đúng không? Em nhớ là cái hôm đó là em đi off đoàn phim của em. Thì hôm đó em off đoàn rồi, em đi tham gia cái tiệc đó rồi. Sao em mới nói anh đi rước em. Thì anh đi rước lúc đó em cũng xịn xịn rồi. Đó cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn giỡn, nói nhiều quá, giờ giảm hông vậy đó. Giờ em giảm hông xong anh ổng chở thẳng vô khách sạn luôn. Em sao lúc hồi đầu em hù dọa thôi. Em nhà có cửa đàng hoàng, tại sao không chở về nhà? Em chỉ muốn hù dọa thôi. Giờ nói vậy không? Giờ chở khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa. Tụi lên tôi bút phòng nha. Bút phòng chưa sợ luôn. Vô phòng đóng chưa đinh. Sợ luôn, chưa sợ luôn. Chưa sợ, đóng đinh. Chắc từ lâu. Chứ sao lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cậu xanh gọi cho mẹ em chi. Mẹ lót chơi à? Chơi mấy phụ huynh nữa. Em xin phép đi qua đêm thôi. Ông ấy hú hồn quay ra ông nhìn em. Ông trong cái trong cái tư thế mà chạy trốn thì không, dù mà em có mét mẹ là ông trốn liền. Nhưng mà bình ổn là liền không? Ổn chứ. Rồi về ở chung vậy có lòi ra nhiều tật xấu không? Trời ơi, nhiều lắm chị ơi, nhiều kinh khủng luôn. Đây sạm đi luôn. Đây là một cái thánh nghiện mua đồ online. Trời ơi, em ví dụ như em là phụ nữ, em thích nuôi mua đồ tùm lum tùm la thì không nói đi, ông này ông mua suốt ngày, ông nằm nhà ông coi Shopee hay Lazada, ông mua đồ quá trời luôn, mua tùm lum tùm la luôn. Mà thường cái mua gì? Em xin chính, những cái em mua là cần thiết cho gia đình, cần thiết cho con cái và vợ chồng đều xài chung. Còn những cái vợ em mua là những cái rất nghiệt ngã và không hề rẻ tiền. Thí dụ vợ em thì ít mua đồ trên mạng lắm, vợ em chỉ thích mua đồ ở mall thôi. Thôi đi, nhưng mà em hỏi anh nè, anh mua một cái máy chạy bộ 20 triệu, gần 20 triệu, mua về cái để đắp mền luôn, xong rồi đi ra ngoài phòng gym đóng tiền tập gym, rồi thuê PT tập, để cái máy chạy bộ để nguyên luôn, không chạy,
tức quá em chịu được, em bán luôn. Em bán hết. Dạ, xong rồi rất là bừa bộn. Trời ơi, về cái là quăng cái này quăng kia, mà em là thuộc lại rất là sạch sẽ nữa. Em cứ đi theo em dọn, nguyên một cái tuồng áo của ổng á chị. Em lột ra, sao em xếp áo thun ra áo thun, áo sơ mi ra sơ mi nha, rồi quần ra quần nha, quần sọc ra quần sọc, quần dài ra quần dài. Mấy bữa sau nó lộn xộn là y như cũ, mà ổng nói chứ em xếp làm chi vậy, em xếp rồi anh không có tìm được đồ em đó. Hiểu không? Cái lộn xộn đó là cái trật tự riêng của em, cho nên dù nó lộn xộn nhưng em thọc tay là em lấy được liền. Em tức quá anh, em nói bây giờ anh muốn lấy đồ gì nói em lấy cho, giờ muốn lấy cái áo đó phải không, để em đó đợi xíu luôn nè, giờ muốn lấy cái gì em tự làm khổ mình, xong rồi mai mốt kiếm chuyện. Dạ. Hồi xưa mình em để sướng chết, em cái tủ lớn lắm một mình em để, từ ngày vợ em về giờ em mới mua thùng em để trên kho á. Đồ em tốn lên kho hết, bây giờ cái tủ đồ em còn có chút xíu. Bây giờ tật xấu tài vậy là anh không đâu, đâu có tật xấu gì đúng không? Em nghĩ tật xấu lớn nhất của em chỉ có ghen thôi, mà giờ em điều chỉnh được rồi. Nói bây giờ người ta hỏi nè. Thật ra cái tật xấu lớn nhất của vợ em như vợ em đã nói là ghen. Ghen kinh khủng, có những lúc ghen tới mức độ mà em bị xấu hổ. Nhưng mà đó là cái chuyện trước hôn nhân mà. Ý là nhìn thái độ là biết đây vẫn còn ghen vậy. Nhưng mà giảm được 20% giảm thôi. Giảm thôi. Bây giờ thì vẫn ghen. Có những lúc ghen tới mức mà em bực quá cái người đó mà vợ em không thích á, mà phim sắp tới em phải đóng chung với người đó, đó là cả một câu chuyện rất dài. Bây giờ thì vợ em đỡ hơn nhiều lắm so với ngày xưa rồi. Nhưng mà có những cái tính, ví dụ như là từ trước đám cưới cho tới khi đám cưới rồi thì vẫn chưa đổi được. Là hay quên hậu đậu, không biết nấu ăn. Vậy nhà nhưng mà nấu. Trong những cái đó thì không biết nấu ăn em chấp nhận được. Mỗi lần mà vợ em cũng muốn nấu chứ không phải là không muốn nấu, cũng muốn vô tập nấu. Nhưng mà mỗi lần mà tập nấu hay làm cái gì đó là em chướng con mắt em lắm. Tại vì em nấu ăn được cho nên em nhìn thấy mà cứ quẹt qua quẹt lại rồi văng tứ tứ luôn. Để tôi nấu luôn. Em làm ơn em biến ra giùm anh đi, đến làm cho nó lẹ chứ đói bụng bây giờ đợi đến chừng nào mới được ăn. Tức là ở nhà là anh ấy là đi chợ đi. Dạ đi chợ nấu ăn hết, xong rồi em là người dọn dẹp rửa chén. Em tranh cái phần đó tại em thấy cái phần đó là em làm tốt nhất. Nhưng mà chăm con thì sao? Chăm con thì hai chồng em chia đều. Ảnh á, anh dạ ảnh cũng có, anh chăm con cũng giỏi, nhiều khi còn khéo hơn em. Ảnh là anh tắm con khéo hơn em, chứ em là em tắm con cũng vẫn còn hơi bị hậu đậu một chút. Thì bây giờ nhà có hai đứa, vợ em không dám tắm, em không tắm nữa rồi ai tắm. Rồi bây giờ nè, mong muốn cô ấy thay đổi điều gì hả Tài? Nhiều cái tính xấu như vậy nhưng mà em cũng quen. Chỉ có điều là ghen á thì cũng còn chút xíu, nhưng mà bỏ luôn cái đó đi, tin tưởng em nhiều hơn đi. Tại giờ em khác rồi, có con rồi, em cũng suy nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tốt đẹp hơn, hướng xây dựng hơn nè. Cũng chỉ muốn là ảnh suy nghĩ về em nhiều hơn thôi, và biết cái tính của em vậy thì cũng làm né né bớt đi để cho em đừng có ghen nữa. Chứ còn mọi thứ còn lại thì em hiện tại thì em vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Em cảm thấy là đến cái thời điểm này thì em chọn anh làm chồng thì cũng không có gì là sai hết. Và em rất em đang có một khoảng thời gian em rất là hạnh phúc. Chúc mừng em. Dạ. Đó thì chị thấy là tại vì thực ra tụi em là cặp vợ chồng nghệ sĩ, sống trong một cái gia đình mà hai vợ chồng vẫn còn đang làm nghề. Là một cái điều rất khó khăn. Nhưng chị nghĩ vậy nè anh, Tài năm nay 33 rồi, đã là diễn viên đã lâu rồi, đã hưởng hết những cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi. Chị nghĩ rằng em bây giờ em nên tin tưởng vào cái lời nói của Tài. Em tin Tài nhiều hơn. Tại vì khi mà ăn chơi đủ rồi, cảm xúc đủ rồi, bây giờ là đang trong một cái cảm xúc của gia đình. Tại vì chị cũng có chồng làm diễn viên, mà cũng diễn viên kiểu là kép như vậy, chị hiểu cái tâm lý đó. Còn mình ghen càng nhiều mình càng mệt chừng đó. Đúng rồi. Mình rất là mệt. Đúng mệt rồi. Lắm mình cứ khổ tâm xong mình xuống sắc. Đúng rồi. Mình xuống sắc. Mà cái nghề diễn viên thì em biết là đó, khi mình xuống sắc rồi thì mình mất rất nhiều những cơ hội, mất gia. Đúng không? Dạ. Mình giữ chồng bằng cái sự nghiệp của mình. Dạ. Khuyên như vậy. Dạ. Cảm ơn hai em. Nói chung là qua ngày hôm nay thì chắc anh hy vọng là chúc cho hai em luôn luôn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp. Sẽ là một đôi vợ chồng chuẩn mực ở trong làng showbiz này ha. Luôn yêu thương nhau và hạnh phúc ha. Chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể em thấy tội, em thấy thương. Em mới nhắn Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cho bà nhắn lại, ông này bị điên hay sao? Nó chặn số điện thoại em luôn, chặn tin nhắn luôn. Em cũng là mất đồng tâm vậy. Em cũng đâu có mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô bà la đau thì em buông ra. Hai. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phong, 30 tuổi, nhân viên kỹ thuật của công ty CJ Cầu Tre. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trường, em 30 tuổi. Em đang làm phòng kinh doanh của công ty tư vấn du học. Nhưng mà năm nay là năm nay hơi khó khăn. Dạ.
Du học chắc ngưng hết rồi ha. Đây là tình trạng chung. Anh đang rất muốn biết rằng là cơ duyên nào hai em gặp nhau. Tụi em quen nhau 11 năm. Lúc đó là em học đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thì em hay đi đá banh ở công viên Lê Thị Riêng á. Đá banh hả? Dạ dạ. Tụi em hay tập đá thì thiếu người. Anh này ở trường khác thì cũng đứng coi. Xong rồi em thấy cũng có vẻ cũng đam mê. Xong rồi em mượn vô để chụp gôn hay là đá cho đủ người. Ủa, em đứng đó em coi gì em? Là em thấy phụ nữ mà đá banh em khoái lắm. Là em coi. Với lại em thích đá banh nữa. Coi giò, coi cản. Là nguyên đội nữ mà. Dạ, nguyên đội nữ à. Mà không đứng không coi đội nữ đá banh. Em coi xong. Để em huấn luyện á. Xong rồi là em được nhờ vô cái vị trí nào nhiều nhất? Dạ, chụp gôn chị. Chủ yếu là để đi lượm banh thôi. Thì nữ là hay đá ra. Ủa, ngoài nhưng mà sao được em? Sao được em? Tại nữ đá nhau sao mà thiếu người anh? Thiếu người anh. Mượn thường xuyên không em? Dạ, mượn thường xuyên. Mượn bữa khi nào thì mới bắt đầu? Sau đó thì tụi em thấy ông này sao mà nhát dữ. Kêu vô là biểu gì làm nấy luôn á. Không có dám làm gì hết trơn. Lúc đó em nghĩ trời ông này về sao cua gái. Đó là em có ấn tượng gì về bạn này không? Có thích bạn này không? Thấy thích hả? Giống như trong đội mình thấy ai đẹp đó. Ý mà đứng coi. Nhưng mà em không phải là người đẹp trong đội. Thích rồi thì nên em nhờ mới vô. Dạ. Mới vô làm liền đó. Xong rồi sau những ngày đó thì rủ đi chơi này nọ. Rồi quen một thời gian thì tụi em thấy ảnh nhát quá. Em nghỉ chơi em chơi nữa. Nhát quá không biết cô gái. Có quen một thời gian. Quen thời gian. Mến thích trên mức tình bạn. Hẹn nhau đi ăn đi uống vậy anh. Về quê Tết rồi đó rồi giận hờn vậy đó rồi mất liên lạc tới khoảng 2015. Dạ. 5 năm trời mất liên lạc với nhau. Dạ. Cơ duyên nào mà gặp lại nhau? Trong thời gian không chơi với nhau nữa cũng mạnh ai cũng quen những mối quan hệ khác. Rồi sau một thời gian thì cả hai cùng thất tình. Đồng cảnh ngộ vô tình tìm thấy nhau ở trên Facebook. Nhớ lại bạn này ngày xưa mình cũng có quen thôi lâu rồi hỏi thăm sức khỏe nhau. Cà khịa dạ. Nhau. Mới đầu là cà khịa nhau trước. Thì thấy thất tình nhau. Đồng cảnh ngộ nhảy vô cà khịa. Cà khịa rồi nói chuyện đâu khoảng 2 tuần. Rồi mới hẹn đi ra nhà ra ngoài. 5 dạ. Năm ở cái thời thanh niên nó sẽ thay đổi rất là dạ, nhiều dạ, luôn đúng rồi. Dạ. Thì khi tụi em gặp lại nhau á, thì cái ấn dạ. Tượng của tụi em như thế nào? Em thấy vợ em thì xinh hơn lúc trước nhiều. Giống như lúc trước là còn đi học cho nên không có chỉnh chu, không có chăm sóc. Đi làm rồi thì nghĩa là đẹp hơn à, lúa trổ đồng đó em à. Lúa trổ đồng. Em thì dạn dĩ hơn rồi. Dạn dĩ may quá. Anh ấy đã biết cô gái. À, đã có quen đó phải không? Dạ. Anh ấy đã biết nói chuyện. Đó cái bữa gặp nhau đầu tiên đó là cô làm sao? Có gấp cho em ăn. Nhưng ngày xưa là không có chuyện đó. Đó rồi có nắm tay được không? Dạ chưa. Chưa được nắm tay. Là được nắm tay chưa anh? Con nắm. Có tấn công quyết liệt không? Gặp lại mình thấy mình có ấn tượng, mình thấy thích. Từ từ mình mới nhắn tin, hỏi thăm tại sao chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể, em thấy tội, em thấy thương. Em mới nhắn, Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cái bà nhắn lại, ông này bị điên hay sao? Nó chặn số điện thoại em luôn, nó chặn tin nhắn luôn. Tên của bà cũng nữ tính quá. Dạ, hai vợ chồng đọc tên lên, không ai đoán được ai là vợ, ai là chồng. Ai là vợ, không có dạ. Trường. Trường Phong. Khi nào thì em mới chấp nhận? Tụi em mới cưới hồi ngày 8 tháng 8, 2020. Gặp lại, rồi quen nhau là từ 2015. Dạ. Dạ. Tới 2020 mới cưới nhau. Dạ. Vậy là trong 5 năm, có nghĩa là em gửi muốn cưới cổ mấy lần? Dạ, em như là đếm nổi không? 3 lần hay gì á? 3 lần luôn. Lý do sao lần thứ 3 mà em đồng ý cưới? Mỗi lần mà em bực mình lên ấy, em chặn số điện thoại ấy. Anh ấy cứ đến trước cái nhà em ở ăn dầm nằm về lê lết ở dưới đấy. Em sợ ảnh hưởng đến chủ nhà của em, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm á. Em phải xuống thôi, em phải ra mặt thôi. Đó, cho nên làm thì sau đó em mới nói chưa có ổn định với lại em cũng lo, bây giờ quen nhau thì vui vẻ thế này thôi. Nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân, quen là quen mà cưới là cưới, nó khác nhau. Lúc đó thì công việc em ổn định chưa? Dạ, công việc em thì ổn định anh. Mới chỉ có tới thôi. Gần cưới, chuẩn bị cưới thì công việc có chút thay đổi. Em có sống thử không? Dạ không. Em là một người truyền thống. Vậy là giữ gìn. Dạ. Dạ. Giữ gìn. Có thể chơi nhiều cái khác,
nhưng lại truyền thống trong cái việc đấy. Quen rồi cũng đi chơi, cũng đi du lịch, cũng đi nhiều lắm. Tụi em đi rất nhiều nơi. Nhưng mà giữ không giữ khoảng cách thì giống như ở chung thì cũng ôm nhau ngủ vậy thôi. Trừ cái đó thôi. Em thì cũng người bình thường, không phải thánh, nhưng mà mình thương. Mình thương nhiều quá cho nên chấp nhận. Em càng bực bao nhiêu thì tới đêm tân hôn là em càng cảm thấy là xứng đáng, đúng không? Dạ. Mà đêm tân hôn chưa được nói chuyện, tại vì nhà em ở dưới quê mà giống như nguyên cái nhà lớn vậy đó, dập chùa kế bên nữa, cho nên làm gì là cả nhà biết hết. Bữa đó không làm gì hết thì lên trên đây ở riêng, thuê phòng trọ phải hỏi kỹ là có cách âm không. Nhưng mà cũng không được, tụi em phải 3 tháng sau. Dữ vậy chờ. Mới có 1 tháng mấy được thôi đó hả? Mừng lắm vậy. Em cũng mất đồng tâm vậy. Em cũng đâu có chứ mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô ba la đau thì em buông. Mà giờ ok chưa? Giờ này giờ ok em? Dạ, giờ không có la đau mà không có la nữa. Mà em không ấy gì là sẽ la em mà. Đó là em bị la. Em bị la. Không, bây giờ là đây là giây phút tận hưởng nè. Dạ. Mấy tay em làm cái gì á? Đang vỗ tay. Đây là vỗ tay đàng hoàng. Đúng không? Đó chuyện sau em hoài. Coi như là được nhiêu ta, được mấy tháng. Vậy đâu có thấy tật tụi xấu em... đâu. Có lòi ra tật xấu gì của nhau không nè? Có chị. Anh thấy Phong hiện chết luôn. Dạ. Nhưng mà ở trong mới biết, ở trong chăn mới biết. Đâu ví dụ tật xấu gì đâu coi nè. Hay coi điện thoại á chị, anh hay coi sàn ở trên mạng á, luôn luôn có cái để coi hoài luôn á. Mà chúng ta đều đi làm đến buổi tối là sau bữa cơm là nên dành thời gian tâm sự. Hôm nay tôi bực bội cái gì, tôi vui cái gì, tôi bức xúc cái gì. Hai vợ chồng cùng coi một bộ phim, ví dụ như mẹ con cân hàng thời thay mà ngồi em tâm sự, anh cảm thấy bây giờ sắp tới mình sẽ làm cái này làm nọ kia, giống như em đang ngồi với cái máy ấy, còn ảnh thì vẫn cứ coi sàn. Em bực quá thì em xuống dưới đó em ngủ, còn vậy một là em xuống đất, hai là ảnh đi ra sofa. Đó, rồi sao nữa nè? Ảnh tiết kiệm quá, tiết kiệm quá. Là tốt chứ. Nhưng mà tiết kiệm quá, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Mà về nhà là không mặc đồ luôn đó, đúng không? Trời ơi, đúng rồi chị. Mặc không dám mặc mà. Dạ. Mặc sợ hư đồ, đúng không? Tối ngủ mà không mặc. Giặt, không dám giặt luôn. Nghĩa là tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá. Nó không có ép em là không được mua này mua nọ, shopping này nọ kia. Nhưng mà cứ mỗi lần em mua này cái nọ kia về thì anh lại hay hỏi này ở đâu ra. Dạ, em hỏi để coi mắc hay rẻ để em mua giùm để làm gì? Coi chỗ nào rẻ hơn em mua. À được. Để tôi em nói cho nghe. Đó. Sao nữa nè? Đó rồi lâu lâu đá banh á, đá banh xong á thì đi nhậu. Đá banh xong là khoảng 9 giờ đêm rồi. Nhậu đến 10 rưỡi về, 11 thiếu nước, mất nước. Mà em đang nghĩ đến một ngày là giả sử đi nhậu xong lỡ có chuyện gì 11, 12 giờ đêm gọi cho em để nói là em ơi anh đang bị cái này nọ kia, làm sao mà em có thể ứng cứu, em có thể có mặt đó. Em biết đường đâu mà đi. Em sợ đúng không? Dạ. Vậy em mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Cũng may là hết đá banh xong nhậu rồi. Nhậu thì không ai cấm, nhưng mà nhậu anh vui thôi, đừng vui quá. Ảnh sống thoải mái lên tí. Phóng khoáng lên tí. Nhưng mà em, giờ tới em đó, bây giờ em dồn bóc, em quá. Giờ em bóc lại. Dồn vô, anh, đường cùng luôn á. Ở trên đây có 30 phút thôi, nhưng mà mình sống cả đời đó nha anh. Anh nói sợ, anh nói. Vợ em thì có một cái tính là giống như hơi cố chấp. Nhưng mà khi mà có một cái việc gì á, em nói á, thì không có nghe. Cái gạt qua một bên vậy đó. Giống như mà khi mà giận nhau á, bả được quyền nói thôi. Bả nhắn tin hay gì bả nói một lèo xong tới lượt em bả chặn, em đâu được quyền nhắn, chặn hết chặn luôn. Chặn tin em luôn, chặn tin, chặn hết luôn. Có cái chiêu hay thật, các chị phải học quá. Không làm gì được anh, em mò hết cách, chặn điện thoại rồi đóng cửa, em gửi mail là hết chặn được, cũng đọc rồi. Mail không chặn được, chỉ có thể cho vào trang mail thôi. Sao với nữa? Cái tánh em hơi tiết kiệm, vợ em thì hơi phóng khoáng chút. Trời em cũng bù đắp đó em. Dạ. Làm đồ ăn, dọn ra ăn, rồi xong quay qua quay lại thấy bả đâu không tiêu. Không quay qua thấy lấy cái cục đồ ăn đem ra ăn chó nhà hàng xóm ăn. Trong khi đó em ăn, để cái này bả ngon để dành cho bả đi, bả không ăn lát mình ăn. Quay qua quay lại gấp để riêng, hỏi chị đem cho con chó ăn. Không lẽ em nói giờ không lẽ em dành ăn với con chó. Mà chó nhà hàng xóm nữa. Em thích lắm, em thích chó mèo lắm. Dễ lắm, mai em mua cho con đi. Anh không cho, anh không cho em nuôi thú cưng. Em thích chó mèo ghê thích, lắm. Em cũng thích nhưng mà nó dơ. Sợ hốt đúng không? Em suốt ngày em phải đi nựng chó hàng xóm. Anh cũng vậy nè. Dơ thì dở em sẽ tự làm. Tại giờ chưa có con mà đúng không? Dạ chưa. Ngủ đi, ngủ
Bây giờ chị nói nghe, hai đứa tụi em còn quá son luôn á. Thực sự cái cuộc sống hôn nhân của tụi em nó còn quá mới mẻ luôn. Thì chị nói trước nè, trong một cái năm đầu tiên á, là cái năm sóng gió của hai vợ chồng. Sóng gió đây không phải là cái gì mà là tụi em bắt đầu phải tề cái tôi của mình lại để mà tụi em khớp vô nhau. Chứ còn nếu không á, là sẽ gây lộn liên tục. Lúc này bắt đầu tìm hiểu nhau đi, tìm hiểu nhau giống như hồi mình mới yêu nhau vậy đó. Đó nha. Đó thì để mà mình dung hòa với nhau cho cái gia đình mình hạnh phúc. Dạ. Rồi, okay, cảm ơn là hai đứa. Các em dạ. sẽ hiểu nhau nhiều hơn và phải tận hưởng cái năm đầu tiên của hai vợ chồng. Đúng rồi. Dạ. Nghe. Có đi du lịch đi chơi rồi đi. Dạ. Dạ. Ok, nghe. Dạ. À, rồi, bây giờ mình dạ. bốc thăm trúng thưởng đi. Cảm ơn anh chị. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nó chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười. Ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui, tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Có cháu. Dạ có cháu rồi. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lần đầu. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất rất là xịn. Dạ, nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Trời ơi đó, bởi vậy mình nôn nao không uổng đúng không? Ui, cặp vợ chồng này đẹp đôi quá. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phụng, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp em là một luật sư. Và bên cạnh đó em có kinh doanh về mảng giảm cân với lại chăm sóc sắc đẹp. Dạ, em là Nguyên, một streamer chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì em còn rất là yêu vợ. Anh rất muốn biết rằng là hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu nè? Anh nói em nói. Đoán đi, em đoán đi cho nó vui vẻ coi. Anh này đi làm đẹp và đến gặp ngay cái chỗ mà làm cái chỗ này nó quá là hiệu quả. Cho nên về như là lên streamer đó, lên giới thiệu. Cái thế giới của streamer là em chỉ có trong bốn bức tường rồi. Em cũng không quan tâm đến vẻ là streamer như kiểu em không quá đẹp như là chị Hồng Vân để có thể lên TV chẳng hạn. Không không, anh đang đoán. Hãy để anh đoán. Anh Bin đang đoán là tại sao tụi em lại có thể gặp nhau được. Nói là anh đang đoán là em đi em làm nói đẹp vậy? Tại vì suốt ngày ở làm trong phòng bị tụt cứng quá cho nên cần phải làm đẹp, phải đi tinh trang nhan sắc mà đến chỗ này gặp làm đây. Và trong lúc làm thấy hiệu quả quá, thấy cô chủ đẹp quá là cô luôn, dính luôn đúng không? Em nghĩ là một cái duyên trời định á. Thật ra là em với lại chồng em là quen nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò. Rồi thôi, anh đoán là chết quớt rồi đó. Dạ đúng rồi. Sai quá nhiều. Anh này là một cái người nhìn rất là đẹp trai. Thì em nghĩ là chắc là cũng rất là đào hoa. Không phải cái tiếp người mà em thích. Nói chuyện được 15 phút thôi là không có nói chuyện nữa. Rồi xong là bẵng đi. Một tháng sau là em thấy một người follow em trên Instagram. Thấy hai đứa có một người bạn chung. Từ đó mới là nói chuyện lại. Thật ra em ấn tượng với cái app đó, cái app hẹn hò đó. Tại vì khi mà vô là có thể xem coi cái cô đó có tính chất như thế nào. Phải nói chuyện với rất là nhiều cô để có thể lọc được như vậy. Khi nào thì các em mới chính thức gặp nhau ở ngoài và tìm hiểu mới? Sau khi nói chuyện được một tuần, em chủ động hẹn anh này ra vào ngày lễ Giáng sinh. Ước tượng đầu tiên là anh rất là tươi, cũng coi như là anh em bình thường thôi. Nhưng mà vẫn cho một cái cơ hội để mà mình tiếp tục mình tìm hiểu lẫn nhau. Em gặp rồi, bắt đầu nói chuyện rồi em biết mấy vợ em là người hiếm. Em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Hiếm là vậy đó. Dạ. Hiếm, hàng hiếm luôn. Anh nhìn cô xinh đúng không? Không, cái lúc đó là anh nghi liền. Anh nghĩ giả sử mà cô xinh như vậy mà cô chưa có mối tình nào cả thì có vấn đề gì ở tôi. Từ lúc em suy nghĩ như vậy thôi. Em càng tìm hiểu thì em thấy rằng vợ em rất là tuyệt vời. Dạ. Rồi thì bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức tỏ tình cậu? Anh nghĩ là em tỏ tình cổ đúng không? Dạ dạ, em tỏ tình cổ, tại vì đó là luật. Em nhớ là buổi đó là em tỏ tình. Thật ra cái câu chuyện trước đó em cũng phải tìm hiểu. Em sợ hàng hiếm này thì em biết không biết có vấn đề gì hay là cổ là có một tính chất rồi đó. Dạ. Có thể là cổ yêu một bạn nữ nào đó chứ không phải là yêu em. Ý em là vậy đúng không? Em cố gắng tìm hiểu thì em thấy rằng cô này là một cô dạ tuyệt vời. Rồi tuyệt vời ở đây nó là như thế nào? Đầu tiên là thích về bóng đá, là một cái mà em cũng đang làm về. Một cái người mà luôn luôn mang lại cái năng lượng tích cực cho em. Giả sử mà em cầm cái là em bao giờ mà em đầu tiên là em cũng muốn làm cho vợ em cười. Bao lâu thì em tỏ tình với vợ em? Em không nhớ. Một tháng chị. Một tháng sau đó. Dạ. Đó. Chồng em là mối tình đầu của em. Trước đó em hình dung á là ví dụ như là khi hai người mà họ chính thức quen nhau á thì trước đó họ tìm hiểu rồi họ nắm tay hay gì kia thôi. Nhưng mà em không ngờ khi mà em vô cái mối tình này mọi thứ nó đến tự nhiên lắm.
Có nghĩa là ảnh chưa tỏ tình chính thức, nhưng mà trước đó thì cũng đã nắm tay, đã kiss nhau, đã ôm nhau rồi. Thì em mới ngộ ra là hình như giới trẻ bây giờ là nó yêu nhau như vậy khá là nhiều. Chứ không phải đợi chính thức quen nhau rồi mới bắt đầu nắm tay, mới lại hôn, mới lại ôm nhau. Dạ. Thì hôm đó là em nhớ là cái trận đá banh Việt Nam đá với cái đội nào mà đá ở dưới trời tuyết hay sao anh? Đó là cái trận mà mang cái cảm xúc cho cả đất nước này. 2018. Dạ đúng rồi. 2018. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đi bão xong rồi về. Rồi anh nói là ngày này một tháng trước thì là em là người mời anh ra trực tiếp gặp mặt. Thì bây giờ một tháng sau thì là anh ngỏ lời em là bạn gái của anh nha. Thì mình thấy dễ thương tại vì mình cũng bất ngờ. Nói không trong ngày đó được. Thế em không nói không được có nghĩa là em nói xong là em thu hoạch liền đúng không? Dạ có. Tụi em yêu nhau bao lâu? Dạ 8 tháng xong rồi cưới nhau. Dạ. Có nhiều những kỷ niệm đẹp không? Cãi nhau đến độ mà chỉ muốn chia tay nhau hay là... À có, anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nói chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Nghĩa là lần đó là em á, thì em thích là ví dụ như là nhắn tin là phải trả lời nhau liền. Nhưng mà ảnh á, nhiều khi ảnh lâu lắc anh đi làm gì kia xong anh mới reply lại. Thì em cứ nhắn vậy hoài nhưng mà ảnh không có chịu thay đổi. Tới cái lần đó là buổi đêm trước khi mà ảnh đi ngủ em lại nhắn một tin dài. Ý là em nói là em cho anh nhiều cái thời gian để mà anh thay đổi. Ngoài cái đó còn những cái khác nữa. Nhưng mà anh vẫn vậy. Thì anh này anh rất khó chịu. Một cái là em cũng sai là tại vì anh nói là anh rất là ghét khi mà cứ cãi nhau mà nhắn tin cho anh về cái vấn đề cãi nhau trước khi anh đi ngủ. Làm cho anh ngủ không được. Thì cái hôm sau anh nói là anh suy nghĩ một đêm dài, anh nghĩ thôi chúng mình nên chia tay đi. Mà nhắn tin qua điện thoại, trời ơi em hết hồn, em không ngờ anh nói từ chia tay. Mà theo em biết đàn ông mà nói từ chia tay ấy, có nghĩa là thiệt. Đó nghĩa là nó nghiêm túc thật sự luôn á. Xong nói là không, bây giờ nếu muốn chia tay ra gặp mặt chứ không có nhắn tin như vậy. Rồi lúc mà ra thì em nói là ông giỡn. Trời ơi chị coi chịu nổi không? Chứ anh gì biết, nữa. Cho dù anh không nhớ câu chuyện nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là đúng rồi. Toàn bộ câu chuyện. Thì anh nói vậy mà đó, tức là anh phải nói một cái gì đó rồi xong. Nhưng anh mà ý phải là nói bình một cái thường gì đó rồi xong anh mới nói là ok anh giỡn. Đàn ông họ nói chia tay có nghĩa là nghiêm túc đúng không chị? Còn lần này là anh nói là anh giỡn. Còn bình thường là phụ nữ ví dụ như em nói chia tay là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự là em có muốn em giỡn là em cái lúc đó con nít anh Thuận ơi. Em đâu không? Dạ em tại em nóng tính nữa. Phụng làm gì Phụng làm rồi em làm việc của em thì em chỉ nghĩ như vậy thôi. Xong rồi từ lúc đó là nhưng mà ra thì cái thấy cô này quan trọng quá cuối cùng lại là giận. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà 9 tháng rồi cưới liền vậy? Bác sĩ kêu cưới. Vui ở đâu? Vui ở Nha Trang hay vui ở Sài Gòn? Lần đầu tiên của các bạn là ở đâu? Nha Trang. Đó. Nha Trang đúng không? Đó. Thì thường là accident nó cũng đều từ đó mà ra cả đó mà. Lần cặp đó. Rồi sao? Bác sĩ bảo cưới thì là em anh Nguyên lúc đó thì em vui không? Lúc em nhận được cái em tin nghe đấy. Bác sĩ nói vui không? Dạ em có kinh nghiệm. Dạ, tại vì trong trường hợp giả sử như kiểu em gặp trong một người bạn em cũng đã giống như vậy. Trong trường hợp người bạn em thì em có cảm giác như kiểu em rất sáng suốt trong cái lúc đó khi mà em nói rằng mày phải cẩn thận, mày phải kiểm tra lại. Dạ, cho chắc là sau đó. Dạ, nhưng mà cái lúc đó thì cái kinh nghiệm đó hình như nó cũng không giúp cho em nhiều, em vẫn sốc. em vẫn nói giống như là bây giờ không lối thoát hay là một cái gì đó. Nó em chưa sẵn sàng cho cái đó, em không biết cái đó là gì cả. Khi mà bác sĩ báo cùng với hai đứa hay là bác sĩ báo với em báo ngược lại với chồng em là người thử. Lúc đó là đang về quê xong thử que. Xong mới thấy là hai vạch. Sau đó là em cũng sốc cũng khóc tại vì em nghĩ là lúc đó là giống như em đang muốn tập trung cho công việc rất là nhiều, nó bắt đầu đang khởi nghiệp kiểu vậy. Thì nhận được cái tin đó xong rồi mình thấy trời giống như là mình nghĩ mình vẫn còn 18 tuổi vậy. Là sau đó là gọi cho anh này liền. Xong rồi anh cũng nói là thôi bỏ đi em. Là mình bắt đầu trời sao cái người đàn ông mình đang yêu sao kỳ cục vậy. Sau đó là không, tối đi em quay lại Sài Gòn thì mình đi khám một lần nữa cho chắc. Thì lúc mà đi lên á thì khám xong rồi thấy rất là đáng yêu. Sau đó quyết định giữ lại thì anh tôn trọng quyết định của em. Em nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là lúc đó em thật sự yêu vợ em. Cái chuyện này đến gia đình thì hai bên gia đình thì phản ứng như thế nào? Đầu tiên là đưa về nhà của ảnh. Thì trước đó là em đã qua nhà ảnh chơi một hai lần gặp ba mẹ rồi. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười ok thôi. Nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi.
Có dạ có cháu. Rồi xong liền lúc đó là hai vợ chồng đi qua bên nhà của em để mà thưa với ba mẹ em. Em qua bên, em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Lần đầu tiên. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất rất là xịn. Dạ, nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Lúc đó là cái lúc mà như kiểu em có thể về em gọi là bam một cái và em bước vô nhà giống là lần đầu tiên mà em nói ra chuyện ra mắt ba mẹ vợ luôn. Dạ, ra mắt ba mẹ vợ mà em đã có một cái nguyên một cái quá bự như vậy của hai vợ chồng em. Tức là khi mà thông báo với bên nhà em á thì lúc đó ba mẹ em phản ứng sao? Mẹ em cũng thích. Ý là đương nhiên là cũng sốc, mẹ em chuẩn bị tinh thần trước rồi, trước khi lúc mà quen anh này ấy, tại vì tư tưởng của em với mẹ em nó khác nhau. Em là người rất là mở, tư tưởng thoáng, còn mẹ em là kiểu tư tưởng truyền thống á. Nhưng mà trong quá trình em quen anh này thì em cũng đã giống như là hướng lại tư tưởng nhà mẹ là mẹ nên thoáng như vậy, tại vì không có phải lúc nào cũng phải cưới nhau rồi mới quan hệ, thì nhiều khi nó không hợp thì như thế nào. Thì mẹ em chỉ nói là ok, nếu mà có vấn đề gì là phải giữ chứ không có được phá. Lúc mà biết thì mẹ em thấy cũng bình thường à. Mẹ hỏi là hỏi coi Nguyên nó có chịu giữ không. Dạ. Như vậy là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tới bây giờ là 2 năm. Hai vợ chồng 2 năm. Tật xấu của anh ấy có nhiều không em? Thấy không có nhiều lắm. Tật xấu của anh này là có một cái rất là dơ. Có nghĩa là đi ở ngoài đường về là bụi bặm, không có mặc áo khoác gì á chị. Thì đương nhiên là về là phải thay quần áo ra rồi rửa chân này kia rồi nó nằm trên giường. Nhưng mà không, cứ bay lên giường mà nằm. Phóng một phát lên giường. Chính xác, em la mấy lần là không được. Cái thứ hai là cái hành động mà nó cũng mạnh bạo. Ví dụ như là tối con gái đang ngủ với em thì em còn thức, em canh con gái. Thì anh stream xong anh lên là cứ mở ra mà cứ rầm rầm nha, cũng không chịu sửa. Rồi một cái nữa là rất là nóng tính. Thì trong các cuộc cãi vã đều là ảnh, nhiều khi ảnh nói chuyện với em mà cái cách nói chuyện như là cứ quát vô mặt mình á. Nhưng mà đối với anh đó là nói chuyện bình thường. Thì kiểu không chịu sửa cũng không chịu sửa gì hết trơn. Đâu cái đó anh sửa rồi mà. Chưa, không thấy. Rồi cho là mình làm việc với máy tính nhiều quá rồi nó khiến cũng con có người thể. Mình đó bị nói lớn tiếng không ta? Anh nói chuyện với vợ anh á, anh thấy anh cho là cái rất là bình thường, cái cao độ của mình nói chuyện cũng rất là bình thường, mà em bị liên cái nói liên tục luôn, giống như là mình nói chuyện nạt với mặt người ta. Anh đúng, có thể coi cách chị Vân nhìn đúng chị Vân không hiểu, không biết anh đang nói về gì. Nó biết, em biết Thuận là không phải là do máy tính, mà em là cái tính chất nghề nghiệp của em thì Thuận làm đạo diễn nhiều á. Ra hiện trường là Thuận phải nói lớn, nói nhiều, nói lớn để người ta hiểu được cái ý của mình á, thì thành ra nó là thói quen. Chứ không phải là do máy tính. Bạn này là cũng là thói quen nghề nghiệp luôn, là bạn cũng phải nói chứ không phải là do cái máy tính nó làm cho bạn bị. Em nghĩ là tại vì em xem thể thao nhiều và thực sự khó để có thể vô một trận bóng đá mà em bình tĩnh được. Đó, còn gì nữa nè? Còn cái nữa là rất là gọi là độc tài đi qua tới sở thích. Có nghĩa là anh này á, anh thích ăn cái gì là em phải ăn theo cho bằng được. Có một lần á là em nói, tại vì em đi làm ở bên Tân Bình nha, em quận 7 thì Tân Bình hơi bị xa, cho nên là lâu lâu là nói chồng chở đi làm. Thì chồng nói là ok, hôm nay anh chở đi làm nhưng mà phải ăn sáng theo anh. Đó là ăn cơm tắm. Mà chỉ biết một tuần 7 ngày là ngày nào cũng ăn cơm tắm, tới hôm nay vẫn ăn cơm tắm. Em là người chung thủy. Anh sẽ chia sẻ về một số quán cơm tắm. Rồi đó, rồi xem phim cũng vậy. Nếu mà đi xem phim rạp là phải xem phim của ảnh, không được xem phim Hàn Quốc, để xem phim Quốc em tự đi xem mình. Mà có gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không chị. Chỉ có độc tài phát xít thôi. Đúng rồi, về cái sở thích thôi. Chứ còn mấy cái vấn đề khác thì là rất là hay hỏi ý em. Rồi ví dụ như là để cho em tự do làm gì em thích là luôn ủng hộ em. Em mong chồng em thay đổi những cái tính nào? Em chỉ thấy cần thay đổi là ảnh bớt nóng tính lại. Giống như là điềm tĩnh nói chuyện hơn, chứ lúc nào cũng nóng. Giống như là làm tổn thương mình á, rồi sau đó lại đi xin lỗi mình, thì nó không có thay đổi được cái gì hết trơn, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Không, vấn đề là anh đã bình tĩnh lại so với thời gian trước rồi. Tại vì em rút kinh nghiệm á, là bình tĩnh là cách duy nhất mà em có thể thắng được một cái cuộc cãi vã với không vợ thấy. Em, khi mà em phải nói từ từ lại. Nhưng mà em cãi với luật sư cũng hơi căng lắm. Cấp lắm em ơi. Như vậy là mong Nguyên thay đổi là bớt nóng tính lại. Dạ, chỉ có cái đó thôi. Và đừng bao giờ nói những cái điều gì đó làm tổn thương người đẹp, đúng không? Dạ. Được không Nguyên? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó, em coi thật xấu đi. Đầu tiên là vợ em hơi bị không ngăn nắp. Em nghĩ là cái đấy là một người phụ nữ, một người con gái, người ta sẽ biết hơn một người con trai. Mà lẽ ra là một người phụ nữ giống như là sẽ dạy cho người đàn ông cách ngăn nắp hơn. Có một số cái mà giả sử như là khi vợ em đi về thì thường để cái ba lô ở ngay chỗ đem đi. Em lên phòng thì em dậm mấy lần và em mém té mấy lần. Và cứ mỗi lần mà em nhắc về vấn đề đó là vợ em
vợ em đúng bài là vợ em sẽ nói sang một vấn đề khác, giống như là vợ em không nghe. Có giống như những người phụ nữ thời đại này là thích shopping, thích mua sắm online. Dạ có, một ngày mà em có thể đi xuống và em nhận hàng của từ những trang web đó chắc là cũng em nghĩ từ khoảng 3 tới 4 lần. Wow. Dạ, đến nỗi mà em thuộc hải tiếng. Không, em toàn mua đồ lòng cho gia đình, mua cho em bé, em tại vì là bé shopping, gái. Em thuộc những tên những anh shipper đó luôn mà. Em nói shipper chuyện vòng vòng trong phường. Quen lắm. Dạ. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai thì... Tại vì vợ em không nấu ăn nhiều. Em biết là nấu ăn cho người khác là một trong những cái gì đó tuyệt vời nhất mà mình có thể làm cho người khác được. Nên rằng vợ em nấu ngon. Có những lần hiếm hoi mà vợ em nấu là em nhớ lắm. Cái lần đó em đang làm ở trong hoặc là em coi đá banh gì đó, khi mà vợ em đưa vô một cái món mà món Ấn Độ. Cái món đó món gì vậy? Chả đậu gà. Dạ, chả đậu gà một cái. Rồi xong đưa cho em một ly nước. Đó, có hai cái đó thôi mà em nhớ mãi luôn. Khi mà lúc đó em thực sự cảm thấy rất là đã. Là ngon ở cái cử chỉ đưa, cái động tác đưa, cái hay là ngon ở cái món ăn? Dạ em nghĩ là ngon ở cả hai. Em chỉ có một cái kỳ, cái này em kể thêm là vợ em có một cái hay nói với em không được quyền béo lên. Còn nếu mà em béo thì vợ em sẽ không thích. Khi mà lúc đó vợ em sẽ hết yêu em. Em ngồi em suy nghĩ lại, nếu mà em nói ngược lại cái vai trò như vậy chẳng hạn, nếu mà em béo hơn thì anh sẽ không còn yêu em nữa và anh sẽ thích những phụ nữ ốm hơn, thì cái mức độ nghiêm trọng của cái câu mà em nói tới mức nào. Có những cái câu mà vợ em nói nó rất là mắc cười, khi mà em nói ngược lại với vợ em thì lại không được, nên là em thắc mắc như vậy thôi. Tức là chồng em đã từng nói với em điều đó. Em nói trước. Em nói trước, nhưng mà sau đó thì chồng em nói với em điều ý đó. Ý là chồng hỏi là trời ơi sao em vô gì với ý là nếu mà anh nói ngược lại câu đó thì em thấy làm sao? Em có thấy tổn thương không? Em có chịu đựng được cái câu đó không? Thì em có trả lời không? Em chỉ cười thôi, tại vì em biết là anh sẽ không bao giờ nói với em câu đó. Nhưng mà giờ em nói cái câu đó với chồng em là nói thiệt hay là nói nói vui? Giờ chồng em béo lên thì sao? Thì bắt giảm cân sao anh chị? Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là ngăn nắp hơn, đồ đạc thì để gọn, mà cái này là cả hai tụi em luôn. Em cũng nghĩ là cái đó luôn. Bừa kiểu khác á, mọi người bừa một kiểu. Rồi nghĩa là cả hai đều mong muốn là ngăn nắp. Thì giờ hai vợ chồng cùng đồng lòng hiệp sức đi. Hai ba lần em địch bị té ở cái ba lô á, thì lần này á là em đừng có để bị té nữa, mà em cầm cái ba lô em cất cho một chỗ nào đó. Một hai lần người ta có sĩ diện, người ta luật sư mà, người tổn thương người ta sĩ diện, nó chờ không lẽ giờ mình làm gì kỳ quá đúng không? Tự động người ta vì cái sĩ diện đó người ta sẽ phải gọn. Dạ. Và ngược lại. Dạ. Đó kiểu vậy đó. Hai vợ chồng quá đẹp đôi, lại nói chuyện là luôn luôn dành cho nhau một ánh mắt rất là yêu thương, say đắm tình tứ đó. Em cứ mỗi ngày em đang nói là mỗi ngày em lại càng yêu vợ em hơn đó. Em ơi tuyệt vời lắm em ơi. Rồi cảm ơn hai vợ chồng nha. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Hải, em ở Đồng Nai, em được 30 tuổi. Em là làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ em tự giới thiệu, em là Đào Quốc Thịnh. Năm nay em 31 tuổi. Em cũng làm nhân viên trên văn phòng chung công ty với vợ luôn. Hai em là ở Đồng Nai luôn? Dạ đúng rồi, ở Đồng Nai, ở Trảng Bom luôn à. Hai vợ chồng lần đầu tiên quen nhau như thế nào và ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên á là em thông qua một người bạn, xong rồi bạn kêu á là giới thiệu cho cái anh này nhìn hiền, đẹp trai. Đó em cũng chưa lữ lự là chưa có định quen đâu. Em cũng ngại nữa, tại vì lúc đó là em chưa quen ai luôn. Thì sau đó
Em nghe đâu thì ảnh đăng ký thi nam thanh lịch trong công ty. Xong cái em cũng tò mò. Xong rồi coi nhìn mặt ảnh như thế nào thì lúc đó là mới thấy cũng da trắng lắm, cao ráo, nói chung là nhìn cũng được. Lúc đó thấy ok đúng không? Dạ. Bây giờ còn em. Còn đó. Em thì sao nè? Dạ là một hai lần đầu á thì bạn cũng giới thiệu mà, con nhỏ đó đó. Mình nhìn thử coi. Thì mình nhìn cũng cao ráo, cũng dáng cũng dễ thương, mắt nhất là cặp mắt cũng đẹp. Đó nên mình cũng quyết định quen mình tìm hiểu. Thì Ken hiểu được vài tháng á, bắt đầu mình mới đi chơi. Xong bắt đầu là đi uống cà phê. Thì cái lần đầu hẹn hò là cũng ngay ngày 14 tháng 2 luôn. Wow. Cách đây mấy năm? Cách đây 2014 là 6 năm. 6 năm. 6 năm rồi. Rồi. Và em có lên hát một bài là cũng tặng. Dạ. Với lại là một bó hoa. Trời em còn ơi. Nhớ cái bài đó không? Em hát lại một vài câu cho anh nghe được không? Bài chờ một người. Chờ hoài một người. Anh đứng nơi cuối con đường, chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi lướt qua anh vô tình, ngọn đèn đêm nhìn anh buồn tênh. Cái mắt hấp hiêm vậy là rớt liền. Mắt hấp hiêm mà nhìn đúng một con người. Mắt hấp hiêm xong rồi đến là một bó hoa nữa là rớt rồi. Liền. Tụi em yêu nhau mấy năm thì cưới? Cũng khoảng 2 năm, 3 năm vậy. Dạ bắt đầu là quen đó. Là 2014 là bắt đầu quen. Rồi lấy nhau năm mấy? Năm 2017. Tụi em cưới nhau được bao lâu thì có em bé? Đã có em bé chưa? Dạ được một bé gái. Lấy nhau xong thì qua tháng sau thì bắt đầu mới có em bé. Mà lấy nhau xong thì là ở đâu? Ở nhà bên chồng hay là ở bên vợ? Dạ ở bên chồng. Rồi mẹ chồng nàng dâu thuận thảo không? Nói chung là lúc đầu về thì mẹ chồng với con dâu thì cũng có nhiều cái cũng không hiểu với nhau á, nên cũng có qua tiếng lại. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Mâu thuẫn giữa em với mẹ là cái vấn đề gì mà chưa hiểu nhau? Nói chung là cũng có một phần của chồng của em. Đó là gì? Ý là lúc mới cưới về á, chồng em đi về á, tới nhà xong là thay quần đùi, lấy xe chạy một mạch xuống ở dưới gần nhà có một cái đội bóng chuyền buổi chiều hay tập chơi á, xuống ra đó chơi trong tới khoảng 6:30 7 giờ xong rồi chạy về dọn cơm nước ra ăn gì đó, là ăn cơm xong là lấy xe chạy xuống dưới quán đó lại uống cà phê với tán dóc với mấy đứa bạn ở dưới đó. Em thấy ngày nào em thấy mới lấy về mà chỉ muốn thích đi chơi tự do mình thôi. Dạ. Nhiều khi lúc đầu mình cũng nghĩ là mình cũng không sai gì. Thì con trai đàn ông mà, nhiều khi người thì đam mê thể thao nữa. Cứ chiều về mà không đi đá banh đến bóng chuyền gì, nói chung là ngứa ngáy khó chịu lắm. Đó, xong thì cũng ngăn cản em. Thì em cũng nói là cái này em đâu có phải là đá gà mê gì, như cái gì bỏ bê gì đâu, anh chị thể thao buổi chiều. Nhưng mà không thích. Nhưng mà với em thấy cái đó cũng không cái gì là sai nhiều. Đó nên em cứ làm. Rồi xong rồi là gây lộn. Có. Chắc chắn là phải gây rồi. Và gây lộn. Tôi đoán nè, gây lộn. Xong rồi mẹ nghe được rồi mẹ binh con mẹ. Đúng không? Rồi em buồn. Đúng rồi. Sau đó em có bỏ về nhà em không? Dạ có. Cái lúc đó bầu 7 tháng à. Bầu 7 tháng là em về nhà em. Dạ. Và cái lúc mà sinh con Sánh. Ra là cũng ở bên nhà em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó em có qua em năn nỉ vợ không? Dạ lúc đó thì có qua thôi nhưng chưa năn nỉ lắm. Cũng là vợ ở nhà, vợ em ở nhà em. Dạ đúng rồi. Nghĩa là vợ đẻ rồi vẫn chưa năn nỉ luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì là hai đứa mới về chung một nhà lại? Dạ mới về cách đây khoảng một năm, lúc đó bé tầm khoảng được gần 2 tuổi. Bây giờ là nhà riêng hay là vẫn ở chung với bây mẹ? Bây giờ thì em ở nhà riêng. Là gần 2 tuổi, nay bé được 3 tuổi rồi, 3 tháng 12 này là được 3 tuổi. Là mới có một năm hai đứa hàng gắn lại thôi. Dạ đúng rồi. Lúc vợ sanh có đưa vợ đi sanh không? Dạ bên nhà ngoại tự đưa đi. Đó em không biết. Xong bắt đầu hình như có linh cảm á. Xong bắt đầu em mới xuống bệnh viện và em mới biết sanh dưới đó. Lúc đó em đi vô bệnh viện mà em có vô chỗ vợ em sanh không? Hay là em chỉ đứng ở ngoài em nhìn thôi? Dạ không vô, em vẫn ở ngoài à. Được mấy ngày thì là chồng em mới thấy cái đứa con đó mới vô. Lúc đó em sanh xong rồi sang ngày hôm sau á chồng mới vô. Hai ngày. Hai ngày sau. Hai ngày. Rồi em nhìn con thì em thấy sao? Em có cảm thấy mình có lỗi không?
Thế lúc đó cũng buồn buồn tủi tủi. Rồi lúc đó là có xin lỗi vợ không hay như nào? Dạ lúc đó cũng chưa xin lỗi. Vẫn cương luôn. Dạ lúc đó không phải là cương nữa mà lúc đó chỉ nhìn đứa con không à. Không có suy nghĩ vấn đề khác nữa. Lúc đó mới xanh xăm mà. Bắt đầu dìu vợ tập đi vô ở ngoài. Tí xíu xong bắt đầu là bên nhà ngoại lên. Thì xong lúc đó em về. Rồi bắt đầu đưa con về. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Mà lý do gì 2 năm là hai đứa quyết định coi như là đi về nhà chung? Cái lúc đó con bé nó cũng lớn, bắt đầu đi học. Rồi bắt đầu mới nói chuyện và phụ nhau để nuôi bé đi học, trang trải cho bé. Thì lúc đó mới có nói chuyện với nhau và quyết định là thôi mình thử mình ra riêng mình ở. Nhưng mà bây giờ cái tinh thần cũng như là hai vợ chồng đã cảm thấy thoải mái, thấy là không còn lấn cấn gì nữa chưa? Yêu nhau trở lại chưa? Tức là yêu thì vẫn yêu nhưng mà cũng đang khó cái giữa hai gia đình với nhau. Từ lúc mà vợ bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn? Dạ đúng ạ. Mà bây giờ một tuần vậy về thăm ông bà nội mấy ngày? Bây giờ thì cứ một tuần, hai tuần là em trở về, cuối tuần em trở về một lần. Em đưa con về bên nhà nội, dạ. Tức là nhà em á. Vợ có đi theo không? Thôi. Lúc đầu thì có chở đi theo và nói chung là song song dành mặc cảm đang có mà. Xong rồi thời gian gần đây như không luôn, em có hai bố con về thôi. Rồi bây giờ khi nào về nhà ngoại á thì là chồng có đi theo không? Dạ. Cái trường hợp của tụi em á rất là căng. Cái này phải nói liền và tụi em phải hóa giải cái điều này liền. Đúng rồi. Chứ không là rất là nguy hiểm cho cái gia đình nhỏ này. Và cũng lại một lần nữa thì Vân cũng xin đứng ra, Vân xin phép để Vân được tâm sự một chút với gia đình nội ngoại hai bên. Đúng là cái chuyện này á, là hoàn toàn ông bà nội ngoại không ai có lỗi cả. Lỗi là do hai bạn này. Hai bạn này, cái tôi của hai bạn quá lớn. Thực ra mà nói á, nếu như lúc đó tụi em chỉ cần tịch tâm suy nghĩ lại một chút xíu thôi thì là sự việc nó không đến nỗi căng thẳng mất 2 năm trời như vậy. Khi bạn đã lấy vợ rồi và vợ bạn bắt đầu có bầu rồi á, thì bạn không thể sống cho riêng mình được nữa. Mà bạn phải sống cho cái gia đình nhỏ của bạn. Còn với bạn thì khi mà bạn bắt đầu sống cuộc sống ở trong gia đình chồng rồi, đúng không nè, thì mình sẽ phải cực kỳ khéo léo trong cái mối quan hệ giữa mẹ và chồng. Cách mà mình nói á, nó phải như thế nào đó, nó phải khéo léo. Vân muốn xin với lại hai bên nội ngoại á, là nhất là bên nội á, Vân nghĩ rằng đến giờ phút này khi mà các cháu nó hàn gắn lại được với nhau rồi thì Vân nghĩ là anh chị nên mở lòng chấp nhận cái mối quan hệ này, cái cuộc sống gia đình này. Bởi vì đầu tiên hết là con mình sẽ hạnh phúc, cháu mình sẽ hạnh phúc. Chứ còn nếu để tình trạng này tiếp tục thì lỡ nếu như mà các em không có vượt qua được, kể cả hai gia đình luôn á, thì đi đến chuyện đổ vỡ thì rất là phí và rất là tội cho cháu của mình. Thành ra là Vân mong là cả hai bên nội ngoại mở lòng ra để cho cái mối quan hệ này, cho cái gia đình nhỏ này phải được hạnh phúc. Bởi vì thực ra cái cô gái này đã bị thiệt thòi 2 năm rồi. Nhưng trước khi coi như là ba mẹ mình mở lòng thì mình cũng phải dễ thương, đúng chưa? Tức có nghĩa là bây giờ bên này tự nhiên bây giờ ẵm con về thăm bên nội mà không có con dâu, rồi ngược lại em ẵm con về thăm ông bà ngoại mà không có con rể, thì làm sao có được một cái tình cảm gắn kết lại, dạ. Đúng không? Vợ em không về nó cũng có cái lý do. Thì lúc mà đi á, về nhà ngoại á, thì bên mẹ với vợ có nói chuyện qua bằng điện thoại. Nói chung thì vợ em thì cũng nhiều khi tính bỏ lọc chọc lắm. Nhiều khi nói đó chứ không có suy nghĩ mình đang nói cái gì. Nên nhiều khi cũng mặc cảm, bây giờ về nói chung cũng khó. Mẹ đang coi, em tưởng tượng mẹ đang coi trước mặt em. Em nói cái lời gì chân tình nhất từ trong đáy lòng của em với mẹ. Nhiều khi em trực diện với mẹ em không nói được, nhưng bây giờ em đây đi mẹ coi, mẹ sẽ thấy, mẹ sẽ hiểu. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói
khó nghe nên mong mẹ bỏ qua cho con. Rồi vậy quá hay rồi. Rồi Thịnh nói gì? Thành. Thịnh nói gì với bên gia đình ba mẹ vợ? Dạ. Tụi con cưới nhau cũng được mấy năm. Thì giữa vợ chồng con cũng nhiều sóng gió, thì ba mẹ cũng có la có rầy, cũng góp ý. Nhưng mà mỗi đứa thì cũng giữ cái tôi cho mình. Đứa nào cũng lì, cũng cứng đầu hết. Thì cũng qua chương trình này, con chắc cũng chỉ có nói được một lời xin lỗi giữa ba mẹ hai bên gia đình. Thì tụi con sẽ cố gắng, sẽ hàn gắn lại và sẽ cố gắng cải thiện cái bản thân mình để cho cái gia đình này sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nói thật lòng là em còn yêu vợ em không? Dạ có gì. Em còn yêu chồng em không? Dạ còn. Chỉ cần nhiêu đó thôi. Chắc chắn cái tình yêu này là tụi em sẽ vượt qua được. Và tụi em phải giữ. Khi mà em đã nói ra được cái điều này với mẹ là em đã nhẹ lòng rồi, cả hai đứa. Và chị chắc chắn là khi cha mẹ hai bên coi được những cái điều tâm sự của tụi em, cha mẹ sẽ hiểu và sẽ bao dung, sẽ bỏ qua hết tất cả mọi điều. Nghe không? Và anh chỉ mong là sau ngày hôm nay, qua ngày mai, Thịnh sẽ nắm tay vợ mình và con mình. Dạ. Về nhà thăm ông bà nội nghe em. Rồi xong, rồi mình về thăm ông bà ngoại nghe em. Đó, hai vợ chồng phải đi cùng đi, ở cùng ở và thăm cùng thăm. Đúng rồi, rất cảm ơn hai em. Và hy vọng rằng là tất cả mọi thứ đều đến với các em đều được thuận lợi. Thuận lợi như ý nha. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. Mà thực sự ra là ai nội anh, công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn. Là đúng không? Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Châu Đắc Tú. Dạ em 35 tuổi. Hiện ở nhà là kinh doanh nhà trọ ở Bình Dương chị. Thế còn em? Dạ em là Trần Thị Kim Liên. Em nay 32 tuổi. Em đến từ Bình Dương. Em ở nhà giữ mấy bé với lại đi phụ ông xã dạy võ. Phụ ông xã gì? Ông xã em dạy võ. Võ gì em? Dạ võ cổ truyền Việt Nam. À cổ truyền Vô Vina anh... hả? Dạ không, võ Thiếu Lâm. Thiếu Lâm mà cổ truyền của Việt Nam. Dạ. Bây giờ anh có một lời đề nghị nha. Bây giờ em biểu diễn giùm anh một vài thế được không? Dạ. Rồi bắt đầu. Dạ. Hi dò. Hay quá. Bây giờ hỏi võ sư nghe. Dạ. Lần đầu tiên Tú gặp bạn gái của mình là ở đâu? Tụi em biết nhau là nhờ người bà con mai mối. Ấn tượng đầu tiên thì em thấy cô này người gì mà sao mà trắng vậy, cừ có răng khểnh giống mình á. Mới gặp thì mình có hảo cảm rất nhiều, mình có thiện cảm. Còn em gặp ảnh sao? Cái gu của em nào giờ là phải dân thể thao hoặc là chơi bóng đá bóng chuyền. Tự nhiên xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kiến rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không có cảm tình không lắm. Có cảm tình lúc đó chưa có thuận mắt luôn. Dạ đúng không? Ủa xí nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là em đã dạy võ chưa Tú? Dạ chưa có phơi nắng bởi vì trắng quá đúng không? Dạ. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ em vừa tròn 18. Em vừa tròn 18, còn Tú là 20. Trời lúc nhỏ xíu à ha. Vậy là cách đây là mười mấy năm rồi. 14. Tú ơi, em học võ từ khi nào? Nói chung là lấy vợ về rồi mới học, bắt đầu mình học võ. Lý do? Nhiều khi mốt vợ có cầm chổi trà dí thì còn chạy kịp. Trời ơi, lý do là nguyên nhân đầu tiên là sợ học võ để tự vệ. Sợ vợ đối với vợ. Nãy cái chi tiết là gì nè, em phụ cho chồng dạy võ là phụ gì hay em là cũng dạy phụ luôn. Chồng dạy luôn? Dạ, dạy luôn. Cũng dạy luôn. Là em cũng biết võ luôn. Dạ. Wow. Mà lý do gì em học võ? Em thì em đam mê từ nhỏ rồi, nhưng mà sau này lấy chồng về thấy ông xã đi học thì em xin đi học theo. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. mà thực sự ra là ai nội công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn. Là đúng không? Dạ. Ủa mà lúc đó chưa nắm tay ta, biết nắm tay ta sao biết tay ta? Em nhìn qua cái bàn tay anh thấy bàn tay anh đẹp. Vậy thì làm sao mà hai bạn đến được với nhau? Không ưa mà, đã không thích mà. Nhưng mà qua nhiều lần tiếp xúc với lại là
hai đứa có đi chơi, đi uống cà phê thì cảm thấy anh này chu đáo và quan tâm dữ lắm. Cái gì tốt đẹp nhất thì đều nhường cho em hết. Nên là em thấy người này tốt với mình quá. Với lại cái động lực nhiều nhất của em là em cảm thấy gia đình bên anh Tú á, ba mẹ rất là hạnh phúc. Nên là em cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Em muốn là một thành viên trong gia đình từ khi mà lúc tiếp xúc được với ba mẹ. Nhưng mà quen nhau lâu không rồi mới đám cưới? Dạ cũng lâu. Lâu à? 4 tháng. 4 tháng quá ha. Ôi 4 tháng trời lâu. Dạ chưa tính tháng mới đám cưới. Cách đây bao lâu rồi ta? Dạ 14 năm chị. Mà nó nghe nè. Dạ. Tình yêu mà có 4 tháng mà đã đám cưới luôn rồi. Vậy thì cái mức độ thân thiện của tụi em, cái mức độ mà gia chạm của các em là tới đâu? Đám hỏi xong là hai đứa thì mới được phép, thì lúc đó là làm đám xong rồi vô nằm nghỉ ngơi trong buồng. Thì lúc đó là mới gia chạm nhẹ là ôm hôn. Ôm hôn thôi. Còn cái gì là để lại cho đêm tân hôn đúng không? Dạ. Vậy đêm tân hôn nó có đặc biệt không? Đêm tân hôn anh Tú làm lãng mạn lắm. Em thấy như trong phim, hoa hồng rải trên giường rồi nến thơm. Em nói trời, xong bước vô mở cửa vô cái phòng ngủ đẹp quá mà anh chuẩn bị đâu hồi nào á, em đâu có biết đâu. Với lại một cái đầm ngủ thiệt là đẹp để đó. Ảnh cầu hôn ngay trong đêm tân hôn. Ảnh nói bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa? Trời ơi, cứ ta rồi mà hỏi câu, hỏi một cái câu mà thiệt á. Hỏi cho con. Lúc đó mà tỷ dụ nó không, em không chịu thì giờ làm. Còn sao? Không lẽ trả nhẫn lại. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ chắc chắn mà. Luôn. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ tụi em được 4 bé. 4 đứa luôn. Lâu lắm rồi mới tên. Lâu lắm rồi chị mới tính nói câu đó đó. 4 đứa mà phọt đứa nào cũng ngon lành hết trơn vậy thiệt. Nhìn tụi em giống như mới cưới hồi hôm vậy đó. Dạ. Rồi đứa lớn nhất là mấy tuổi? Dạ đứa lớn nhất là 10 tuổi, bé gái. 10 tuổi rồi, 4 năm sau mới dạ, có con. Dạ, 4 năm sau. Năm 2008 em có một lần có em bé, nhưng mà bị hư. Trời, lần đó em buồn khủng khiếp luôn mà. Cảm thấy mình như là người vô dụng á. Tự nhiên mình có em bé mà mình không có giữ được á. Nhưng mà lý do tại là mình không biết hay sao? Mình biết là có em bé nhưng mà mình không có nhẹ nhàng, không có nghỉ ngơi nhiều á. Cảm thấy là ý y và sức khỏe quá. Em bị tâm lý nhiều lắm luôn. Em cứ nói anh Tú thôi, bỏ em đi để tìm người khác sanh con cho anh, chứ em hư quá à, có con mà em không giữ được á. Tối nằm cũng nằm ôm anh Tú ngủ mà ướt khóc, ướt áo, ướt ngực ảnh hết. Sau đó là bao lâu rồi mới có đứa đầu tiên bây giờ? Dạ 2 năm. Thì cái cảm xúc của em lúc đó làm sao? Tháng nào hai chồng cũng canh hết trơn á. Thành ra là cái lần đó biết sớm quá, anh Tú mới nói thôi từ từ mình hả báo. Cái bé đầu kia là mình vui quá. Mình báo hết người này người kia rồi mình kiểu như là mình vui quá độ đi á. Thành mình ra nghĩ là nó không có tốt. Dạ. Đúng không? Bây giờ mình cứ từ từ bé nó chắc chắn rồi mình sẽ thông báo cho ông bà. Thông báo cho bạn bè sau. Rồi bé đầu xong rồi bé tiếp tục là bao lâu mới có? Dạ em có liền luôn. Em không dám ra được cái ra ngoài luôn. Dạ. Đúng rồi. 9 tháng sau á. Là ra nữa? Dạ. Rồi cái đứa thứ ba? Đứa thứ ba thì em cảm giác là ngưng lại thời gian là 2 năm. Hai năm. Dạ. Rồi cái bé thứ tư? Là 3 năm. Năm 1, năm 2, năm 3. Chưa có năm đang học. Chưa giờ có tiếp nữa không? Em ngưng rồi. Anh Tú nói năm sau, 5 tuổi anh đẻ con gái Úc, nó ẩn tuổi cha tốt lắm á. Dụ em hoài. Có nghĩa là thêm đứa nữa là đặt tên là đại học. Dạ. Bây giờ bắt đầu mình đi vào cái phần mà quan trọng đó chị. Anh chị ha, thấy hai vợ chồng này vui quá à. Đại hội vạch mặt đó, cái phần đó đó. Anh ấy có những cái tật xấu gì nè? Ông xã em thì em thấy ít tật xấu lắm. Nhưng mà có một chút xíu chơi game. Mê game. Dạ. Có hơi lớn tiếng với con một chút. Trong mắt em vậy là cảm thấy anh bây giờ là hoàn hảo. Thôi bây giờ tới em. Tới em đó. Bé Liên vợ em thì xấu ăn, xấu ngủ, xấu ở. Xấu ở là sao? Xấu ở là mỗi lần mà nhà cửa bời bộn, rồi đồ đạc để không đúng nơi, con cái thì nói chung là đi học giờ thì mấy bé
để đồ đạc lung tung hết. Thì cằn nhằn trong nhà với em vậy đó. Cái đó là cái mà xấu ở đó. Mình xấu ăn là sao? Đói lên là phải hối thúc em xấu đói. Không ăn vậy là quạo. Là xấu đói. Đói bụng là quạo luôn. Mà bà có vỏ nữa. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Mười mấy năm ở chung với nhau mà cái tật xấu mà hai người kể mà thấy có chút xíu, nó nhỏ nhoi quá, giờ sao đây? Để coi, vậy em muốn vợ em thay đổi gì không? Liên nấu ăn ok không? Gần đây thì nấu ăn ngon. Cười kìa, cười kìa. Cười có nghĩa là chắc cũng cũng được thôi, đúng không? Có một lần là hồi đó mới cưới là em chưa có biết nấu ăn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời, em xanh lét mặt mày hết. Em nói, anh ơi, hết rồi, giờ sao anh? Rồi cái anh nói, để anh. Anh xuống anh nấu 1 phút 30 giây, xong xuôi hết. Vậy là Tú nấu ăn ngon. Dạ, nấu ăn. Bưng lên cái ba mẹ ăn, ba mẹ nói, Yên Liên bữa nay nấu ăn được cái ta. Ôi ơi. Ai ngờ đâu, hai chồng ngồi cười tủm tỉm. Lần đầu tiên ba mẹ biết điều này. Bây giờ ba mẹ biết. Coi như là một bí mật giấu mười mấy năm, bữa nay mới lòi ngoài ra. Nhưng mà giờ dâu đã nấu ăn được rồi. Vậy sao giờ Liên muốn Tú thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ông xã em giữ gìn sức khỏe, ngủ đúng giấc, rồi ăn đúng giờ. Với lại có dạy con thì nhỏ nhỏ, đừng lớn tiếng với con nhiều quá. Rồi Tú có mong Liên thay đổi gì không? Dạ, không có đâu. Vậy thôi đó hả, giữ nguyên vậy đó hả? Cũ. Trời ơi, cái cặp này tôi nói thế là quá đặc biệt luôn á trời ạ. Mười mấy năm mà thứ nhất là nhìn phọt của hai anh chị giống như mới cưới hồi hôm. Đúng rồi, anh bất ngờ á. Dạ. Bốn đứa con rồi mà cái tình cảm á, mà nói với nhau á, cũng giống như mới cưới hồi hôm. Dạ. Thì á, chương trình chỉ biết là đầu tiên là cảm ơn tụi em từ Bình Dương lên đây tham gia chương trình, chia sẻ về cái hạnh phúc của mình. Sau đó là chỉ biết chúc tụi em cứ như thế hạnh phúc hoài như vậy thôi. Và cái lò vỏ ngày càng phát triển. Đúng rồi, càng nhiều môn sinh. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Dạ.